Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Lão thụ vẫn không có ai biểu, vẫn không có biểu thái gì. Xem ra còn phải nghĩ nơi khác để thuyết phục hắn. Phụ thân ngươi vì sao lại đem vận mệnh của tôn gia đặt lên thân ta? Đây là có một tia lay động rồi sao? Hồi đại vương, gia phụ từng nói, đến nay thiên hạ phong vân đều liên quan đến ngài. Còn tán thưởng gì ta nữa? Không phải, là hắn còn nói gì nữa? Nói thêm mấy lời ta thích nghe coi. Ấy còn có cảm giác quen thuộc này. Vì sao đến lúc này rồi mà lã thụ vẫn có thể không nghiêm túc được vậy? Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Tôn Trọng Dương. Ơi, có tầm nhìn xa thì đã sao? Có chuẩn bị thì đã sao chứ? Chân tình thực ý thì sao chứ? Đến cuối cùng chẳng phải vẫn là trò cười. Chẳng phải vẫn là trò cười cho người khác đùa giỡn hay sao? Chẳng trách Tôn gia ngươi lại chạy gấp đến vậy, thì ra là vội đến đầu quân cho võ vệ quân à. Đúng thì đã sao? Vậy, ngươi có từng nghĩ đến chúng ta cũng là đến đầu quân cho võ vệ quân hay không? Ơi đại vương, xin hãy thu nhận chúng ta nguyện đi theo ngài làm trâu làm ngựa. Cảnh tượng đột biến này có chút không kịp trở tay, cảnh tượng vốn dĩ căng thẳng giờ lại không nghiêm túc rồi. Chỉ là Vương Thành Hào Môn trước giờ trọng lợi, hôm nay bọn họ có thể vì rơi vào khốn cảnh lên đầu quân cho ta. Lần tiếp theo cũng có thể vì nguyên nhân khác mà đầu quân cho người khác, căn bản không thể nào tin được. Giữ bọn họ ở bên cạnh cũng là thêm phiền phức. Đại vương, Tống gia Đổ Phường ta, Đại trưởng quỹ Tiên Minh Trạch, Đại cung phụng Triệu Soái nhờ ta gửi một bức thư đến ngài. Tiêu Minh Trạch và Triệu Soái sau. Tiểu ngư từng nói, tối đó khi ta và Mãng Phục khách khanh, Tây Châu tử sĩ chiến một trận, các hào môn đều tránh né, chỉ có Tiêu Minh Trạch và Triệu Soái nén tặng mấy ngàn kiện pháp khí khôi giáp qua đây. Lúc đầu ở Nam Canh Thành cũng là Triệu Soái mạo hiểm đắc tội với Đoạn Mộc Hoàng Khởi, đem tin tức của ta nói cho võ vệ quân, vậy mới có Vương Thành giết tặc sau đó. Đưa thư cho ta đi, mặt mũi của Tiêu Trường Quỹ và Triệu Cung Phụng vẫn phải lệ. Ấy, ý này tức là ổn rồi, võ vệ quân sẽ không động thủ với Tống gia nữa chứ, ta có thể sống rồi chứ. Đại vương, đại vương, tiểu đệ trước lúc rời đi, Tiêu Minh Trạch trưởng quỹ còn kéo lấy tiểu đệ, nói hắn vẫn luôn vô cùng nhớ đại vương ngài. Còn nữa, để ta nghĩ xem còn có gì nữa. Ơi, nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý này của Tống gia mà xem, sớm biết sẽ có ngày này, lúc trước nói gì cũng phải tạo quan hệ với võ vệ quân hoặc là Tiêu Minh Trạch mới được. Thánh chỉ của Vương Thành rốt cuộc là đến quá đột nhiên rồi. Tiêu Minh Trạch, Triệu Soái, chẳng phải là đến tặng chút tư nguyên đã đủ để khiến cho lã thụ thay đổi cái nhìn về họ rồi sao?
Nếu nói về giúp đỡ thu thập pháp khí khôi giáp, cũng có phần của tôn gia ta mà. Nếu là vậy, đại vương ta... Lý gia ta nguyện ý cung cấp tư nguyên ủng hộ võ vệ quân. Gia chủ lên tiếng rồi, chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu, chúng ta nhất định là sẽ tận lực thỏa mãn. Đại vương, điểm này tôn gia ta cũng có thể làm được. Chết tiệt, bị cướp trước rồi. Sớm biết nã thụ chẳng hề thay đổi chút nào. Lúc trước ta đã nói thẳng điều kiện ra rồi. Đại vương, chúng ta cũng có thể... Đại vương, chúng ta cũng có thể giao tiền cọc trước. Xin ngài hãy nhận lấy. Sao lại thế này chứ? Luận đầu hàng rõ ràng là tôn gia ta đến trước mà. Luận đẳng, luận đàn thức, luận phách lực, tôn gia ta rõ ràng cũng vượt xa người khác một bậc. Sao lại trở lên thế này chứ? Cục thế mà phụ thân tỉ mỉ bày ra, lẽ nào thật sự là bị hủy trong tay của ta như vậy hay sao? Đại vương à, tôn gia ta mới là có thành ý nhất mà. Cả đường này đều là tôn gia ta một đường phóng ngựa, muốn cắt đuôi bọn họ đơn độc đến hội ngộ với ngài. Thật sự là vội vàng đến gặp ngài nhất đấy. Vậy sao ngươi lại không cắt đuôi được vậy? Còn chẳng phải vì không cắt nổi hay sao? Hơn nữa ta cũng muốn giữ mạng bọn họ để làm đầu danh trạng mà. Đại vương, tôn gia ta thật sự là vội vàng qua đây nhất đấy. Chỉ là bọn họ bám theo quá chặt, không thể nào cắt đuôi nổi. Không tin ngài hỏi bọn họ mà xem. Có chuyện này sao? Đại vương, tuyệt đối là không có việc này. Các người. Ơi đồ cừu non, đấu với ai chứ? Vương thành hào môn đồng sinh cộng tử, ai cũng đừng hòng chạy mất. Nhiều giờ sau, cuối cùng cũng đem đồ dọn dẹp rõ ràng rồi. Lần này là thần sao pháp khí đại phong thu rồi. Lý Lương và Tiểu Ngư nói quả nhiên không sai. Kẻ nhấc bàn chỉ cần có thực lực, không cần quá quan trọng tiền tài, bởi vì tự nhiên sẽ có người tặng đến. Ấy, thu tiền vui vẻ vậy sao? Đây chính là càng có tiền càng nhỏ mọn trong truyền thuyết hay sao? Cậu nghĩ tôi là vì chính mình hay sao? Tài phú trên đời này chẳng qua là một loại gánh nặng biến tướng. Cậu nghĩ tôi thật sự vui vẻ hay sao? Thụ huynh nói rất đúng. Nhiều năm nay, thụ huynh vẫn luôn vì thiên la địa võng mà xuất sinh nhập tử. Gánh vác nhiều trọng trách như vậy, thì ra mình vẫn luôn hiểu lầm cậu ấy hay sao? Thụ huynh, thì ra cậu không vui vẻ hay sao? Không, niềm vui của tôi cậu không tưởng tượng được đâu. Giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Trần Tổ An. Đám tiểu ngư đến rồi. Vậy thì anh định xử lý đám người này như thế nào? Dẫn theo bọn họ thì không thích hợp, trực tiếp giết sạch bọn họ cũng không thích hợp. Dù gì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là pháo hôi do kẻ đứng sau ném ra mà thôi. Ý của em anh hiểu, cũng không thể nào đuổi bọn họ đi thả hổ về rừng. Nếu có nơi nào đó không cần canh giữ để nhốt bọn họ, đồng thời còn có thể giữ được tính mạng của bọn họ thì tốt rồi. Đúng rồi, sao mình lại quên được chứ? Đúng là có lời như vậy mà.
Nơi này là nơi nào vậy? Ta nhớ lão thủ chỉ là chạm vào ta một cái. Sau đó ta liền tiến vào rồi. Ấy. Đại vương, ngài đem chúng ta đến nơi này rốt cuộc là có ý gì vậy? Ta sẽ không làm tổn thương tính mạng các người, nhưng trước khi ta xác nhận lời thề của các người có đáng tin hay không, thì phiền mọi người ở lại trong không gian này. Sợ các người nhàm chán, ta cũng chuẩn bị hoạt động giải trí cho mọi người, ví dụ như là đào đất, xây thành, ghép thơ từ gì đó. Các loại yếu phẩm cần thiết ở trong cuộc sống như là thức ăn, nguồn nước ta sẽ tiếp tục đưa vào. Cái này các ngươi có thể yên tâm nhé. Tốt lắm, có được cảm xúc tiêu cực ổn định, đồng thời còn có khổ lực giúp cải tạo tinh đồ tinh cầu. Ta nhớ phía trước hình như là có một con sông. Bay xa thêm một chút nữa xem thử xem. Ơi, trên sách này chẳng phải là Vương Thi Vương Từ hay sao? Đợi đã, sao tác giả lại gọi là Lý Bạch? Những thứ này không phải là do lão thần vương viết hay sao? Chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào lão thần vương viết những thứ này? Thật ra là giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ tôn trọng dương.